Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Hôm nay là ngày 19 tháng 2 và giới thiệu với các bạn 7 phôi mai cát Bình Thuận mới về. Đầu tiên là mã BC1, một phôi có hoành cũ đế là 66, hoành thân là 53, cây một cốt hai thân, không bọng lũa các bạn ha. Cây rất là vip luôn. Một cốt hai thân không bọng lũa. Rễ thì trải đều tứ diện ha các bạn. Rất là đẹp các bạn. Hoành cũ đế là 66 ha. Hoành thân là 53. Và phôi này ngày hôm nay giao lưu các bạn với giá là 1 triệu 900 nghìn bao gồm phí vận chuyển nha các bạn nha. 1 triệu 900 nghìn. Cây rất là đẹp các bạn. Hoành là 66, hoành thân là 53 ha. Hoành cũ là 66 các bạn. Hoành thân là 53. Chiều cao của nó là 70. Tới mặt nồi là tới mặt rễ của nó là 70 các bạn. Và phôi này thì giao lưu các bạn với giá là 1 triệu 900 ngàn bao gồm phí vận chuyển nha các bạn nha. Anh chị em nào yêu thì liên hệ giúp Toàn ha. Số điện thoại quen thuộc vẫn là 0867 098 446. Tiếp theo là một cái phôi có bệ đế rất là đẹp các bạn. Tuy nhiên thì nó tiếc là nó có một cái rễ nó lũa thôi. Thì một tí nữa thì sẽ quay cái phần lũa rễ, một cái rễ cho các bạn cùng xem. Cây này rễ nồi nồi đế rất là đẹp các bạn. Đó, nồi đế rất là đẹp luôn. Cây này hoành của nó hoành thân ở trên nó là 60 ha các bạn. Thân trên là 60. Một cây hai thân. Hai thân. Một cốt chia ra hai thân ha. Này là huynh đệ ha. Huynh đệ. Dáng rất là đẹp luôn. Rễ rất là chất lượng. Tuy nhiên thì nó có một cái rễ nó bị lỗ thôi. Rễ nhà rễ cái thì cũng rất là nhỏ luôn, khoảng hai ngón tay thôi các bạn. Cây rất là đẹp. Cây rất là đẹp nha. Phôi này thì phải nói rằng là một phôi rất là đẹp luôn. Tuy nhiên thì nó chỉ tiếc cái là nó có cái rễ nó lỗ thôi. Chút nữa thì sẽ quay cái phần rễ lỗ cho các bạn xem cho nó rõ hơn. Không. Cái phần rễ nhỏ, phần rễ cọc nó rất là nhỏ luôn, rất nhỏ. Rễ thì rất là nhiều luôn và nó nở củ rất là đẹp luôn các bạn. Này nó có hai ba ngón tay thôi, rất là nhỏ xíu. Cái này thì nó lũa nè các bạn, lũa cái rễ này, lũa thép nha, lũa thép cái chỗ này. Còn lại thì tất cả đều rất là ok luôn. Này nó không biết nguyên nhân vì sao mà nó bị tét và rễ cũ, mà cái rễ nó tét rồi nó ốp da rồi ha. Về anh em xử lý tại cái chỗ này. Chung là một cái phôi có củ đế rất là đẹp luôn. Nở củ rất là ok các bạn. Phôi này thì giao lưu các bạn với giá cũng là 1 triệu 900 nghìn luôn nha các bạn nha. 1 triệu 900 nghìn. Anh này chị em nào yêu thì liên hệ ha. Phôi rất là đẹp. Tiếp 1.900.000 nha các bạn nha. Chỉ tiếc con cái là rễ lỗ thôi. Nhìn rất là đẹp luôn. Tiếp theo là mã BC3 ha bạn. Một cái phôi lành lặn không có bị lũa bọng gì hết. Củ đế nở khá là đẹp. Củ hoành củ đế là 5 là 65. Hoành củ đế 65 ha. Và hoành thân là 53. Lên trên nó là 53, hoành cũ đế là 65. Cây rất là đẹp luôn. Cây rất là đẹp nha các bạn nha. Cũ nở nha. Phôi này thì giao lưu các bạn với giá là 1 triệu 600 nghìn nha các bạn. 1 triệu 600 nghìn. Giá đã bao gồm phí vận chuyển rồi nha các bạn nha. 1 triệu 6. Phôi cũ nở quá đẹp các bạn. Nở cũ ghê gớm.
1.600.000, giá đã bao gồm phí vận chuyển nha các bạn nha. Anh chị em nào yêu thì liên hệ ha, Mai Khác Bình Thuận nha các bạn, rất là VIP luôn, rất VIP nha các bạn. BC3 hoành cũ đế là 63 65, còn hoành thân ở trên này là nó 53, một phôi rất là VIP luôn, rất là VIP nha các bạn, VIP liền VIP luôn. Đến với BC4 ha các bạn, BC4 là một phôi có bộ đế cũng khá là đẹp. Tuy nhiên thì nó hoành thân của nó là 50 thôi các bạn, hoành nó nhỏ, một cốt hai thân ha. Chiều cao của nó là 65. Chiều cao là 65. Hoành 50, một cốt hai thân. Phôi này thì giao lưu anh chị em mình ngày hôm nay với giá là 1.200.000 ha các bạn. 1.200.000. Giá đã bao gồm phí vận chuyển là 1.200.000 nha. Cây này thì cái độ quái thì nó không có được như cái phôi hồi nãy các bạn, độ quái nó không đạt được. Tuy nhiên thì nó khá là thanh lịch, cái phôi thì khá là thanh lịch, dễ chơi ha các bạn. Nhắc lại thì phôi này có hoành là 50 ha các bạn ha, hoành ngang cổ đế là 50, chiều cao của nó là 65. Và phôi này ngày hôm nay giao lưu anh chị em mình với giá là 1.200.000, giá đã bao gồm phí vận chuyển nha. Đến với một cái phôi thì cũng hơi lũa thân các bạn, ba thân mà hơi lũa thân ha, ba thân cũng rất là đẹp rồi. Tuy nhiên thì nó hơi lũa thân, lũa thép nha, lũa thân nhưng mà là lũa thép, hoành cũng là 55, một cái hoành khá lớn các bạn, rễ thì cũng rất là nhiều luôn, rễ thì cũng rất là nhiều ha. Hoành 55, thân chính thì có cái độ lắc lượng cũng rất là đẹp, có cái độ lắc lượng của cái thân chính ha. Phôi này hay các bạn, hoành là 55, chiều cao là 65, chiều cao từ mặt rễ lên đến đầu mặt cắt trên nó là 65 ha. Phôi rất là đẹp nè, tuy nhiên thì nó có lũa này thôi, lũa chỗ này, nó lũa này không đáng kể các bạn, không đáng kể, lũa chỗ này không đáng kể, lũa này là lũa thép các bạn, không đáng kể. Một cốt ba thân, không đáng kể các bạn ơi, này nó ôm da lại luôn, không thành vấn đề nha. Ra cái dáng bonsai thì phôi này giao lưu với các bạn với giá cũng là 1.200.000 luôn, 1.200.000 luôn nha các bạn nha. Mã BC5 lũa thân 1.200.000. Tiếp theo là mã BC6 phôi áp chót nha các bạn nha, một cái phôi có cái dáng khá là bề thế ha, phôi dáng khá là bề thế. Phôi này thì nó có cái phần nó lỗ ở giữa thân các bạn chút xíu thôi. Hoành của cái phôi này thì nó khá là to, hoành khá to, có dê có hoành là 65 các bạn, chiều cao từ mặt cổ rễ lên đến đầu mặt cắt trên của nó thì 40 thôi. Cây này anh em có thể sửa lại dáng trực hoặc là để dáng bay thế này đều được hết nha. Cái này nó nhỏ hơn, ngắn thôi các bạn, tầm khoảng 7 phân 5-7 phân, ngắn thôi, dáng thú bò ha, trực anh em chơi cũng được. Hoành là 65, chiều cao là 40. Phôi này thì giao lưu các bạn với giá là 1.300.000, giá bao gồm phí vận chuyển là 1.300.000 nha các bạn nha. Anh chị em nào yêu thì liên hệ ha. Tiếp theo là phôi có một cái cần bay, có một cần bay nha các bạn nha. Hoành thì cũng nhỏ thôi các bạn, hoành xa 43 thôi, hoành 43. Cây này thì nó có một cái phần nó lũa ở cái phần rễ cọc ha, lũa ở phần rễ cọc một chút xíu, nó mé rễ cọc nha các bạn, rễ xung quanh thì nó cũng khá là nhiều,
chỗ này nè, nứt nó có một cái phần nó bị lỗ ở chỗ này này. À, nó cũng tầm khoảng 5-7 phân thôi, lên trên này tầm khoảng 5-7 phân nha bạn nha. Phôi này giao lưu anh em mình với giá là 600.000 thôi các bạn, 600, giá bao gồm phí vận chuyển là 600.000 ha. Anh chị em nào yêu thì liên hệ nha. Rồi chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Chúc các bạn luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Chào và hẹn gặp lại các bạn.